Khoảng 5 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tài xế 40 tuổi cầm lái xe bồn chở nhựa đường nóng chạy trên cầu Phú Mỹ hướng từ thành phố Thủ Đức về quận 7. Khi đổ dốc cầu, khói lửa bất ngờ phát ra từ cabin, tài xế bung cửa tháo chạy. Lửa sau đó bao trùm nhiều xe phía sau phải dừng từ xa do lo ngại nổ. Nhiều xe chữa cháy đến hiện trường, lính cứu hỏa kéo vòi rồng dập lửa và làm nguội bồn chứa. Hỏa hoạn khiến đầu xe trời khùng, một phần bồn cháy xém. Hàng ngàn ô tô ùn tắc kéo dài trong sáng đầu tuần, đến 9 giờ xe bồn chưa được di dời.